Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cho máy bay trực thăng không người lái xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ngày 5 tháng 8, BBC tiếng Việt loan tin máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bay gần bờ biển Việt Nam. BBC dẫn dự án Đại sử ký Biển Đông cho hay một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc với thiết bị theo dõi được bật đã bay gần bờ biển Việt Nam vào tuần trước. Hình ảnh bản tin trên BBC. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm theo dõi của dự án Đại sử ký Biển Đông, một dự án phi lợi nhuận nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông, Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy. BBC cho biết, bà Vân Phạm, giám đốc dự án Đại sử ký Biển Đông chia sẻ với một hãng tin quốc tế rằng chuyến bay hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 8 của máy bay WZ-10 xuất phát từ đảo Hải Nam và quay trở lại đó sau khi bay khoảng 100 km từ bờ biển Việt Nam đến thành phố Nha Trang ở phía Nam theo bản đồ lộ trình đường bay. Nhóm nghiên cứu của dự án Đại sử ký Biển Đông đã sử dụng các dữ liệu theo dõi có thể truy cập công khai để phân tích đường đi của máy bay nói trên. Không rõ liệu các chuyến bay tương tự khác được thực hiện trước đó có tắt thiết bị theo dõi hay không. Theo BBC, các tàu Trung Quốc thường tắt thiết bị theo dõi khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các nước láng giềng, một vùng biển cách bờ biển của một quốc gia từ 12 đến 200 hải lý, tương đương 370 km, nơi mà hầu hết các hoạt động di chuyển đều được phép theo luật pháp quốc tế mà không cần đến sự cho phép trước, mặc dù thường bị theo dõi chặt chẽ. Hình ảnh máy bay trực thăng tấn công không người lái WZ-10 của Trung Quốc. Bà Vân Phạm cho biết các nhà nghiên cứu khác, những người đã theo dõi Biển Đông trong thời gian dài, đã xác nhận với bà rằng đây là lần đầu tiên một chuyến bay như vậy được Trung Quốc công khai. Vẫn theo BBC, hãng tin quốc tế trên không thể xác minh độc lập các hồ sơ trước đây về các chuyến bay như vậy. Chuyến bay lần này diễn ra vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên của cảnh sát biển nước này với Philippines, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 8 và sau khi Việt Nam đệ trình yêu sách thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc vào tháng trước. BBC cũng cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Các tàu Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và khi bật máy thu phát tín hiệu, các hoạt động của các tàu này bị theo dõi và đôi khi bị Hà Nội cũng như các quốc gia có yêu sách khác ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, chỉ trích tàu hải cảnh Trung Quốc, lực lượng thường xuyên xâm phạm chủ quyền Việt Nam. BBC dẫn nhận định của hãng tin quốc tế rằng Việt Nam, Trung Quốc, hai nước láng giềng do Đảng Cộng sản cai trị, có quan hệ kinh tế chặt chẽ và quan hệ chính trị gần gũi, nhưng thường xuyên xảy ra xung đột về ranh giới ở Biển Đông, một tuyến đường thủy quan trọng. Các cuộc xung đột thường xuyên liên quan đến các tàu tuần duyên. BBC nhận xét chuyến bay nói trên của Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Việt Nam có nhiều thay đổi nhạy cảm ở thượng tầng chính trị trong những tháng gần đây. Biển Đông trong nhiều thập kỷ đã liên tiếp đặt ra thách thức ngoại giao cho chính phủ Việt Nam giữa việc phải cân bằng nhu cầu bảo vệ chủ quyền, trong khi vừa phải đảm bảo không gây tổn hại cho mối quan hệ với Bắc Kinh. BBC cho biết thêm, hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 8, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổng Bí thư, chức vụ quyền lực nhất trong hệ thống chính trị nước này, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, người đã qua đời 2 tuần trước đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Trung Quốc cho máy bay trực thăng không người lái xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Phải chăng Trung Quốc muốn dùng Ream để luyện quân? Ngày 2 tháng 8, AFA bình luận, Trung Quốc muốn gì nếu đưa tàu ngầm đến quân cảng Ream? AFA nhắc lại hồi tháng 6, quân cảng Ream ở Campuchia xuất hiện một âu tàu dài khoảng 140 m cùng đường nối vào cảng và một cầu tàu dài 270 m ở phía nam của quân cảng. Ông Thomas Sugar, một cựu sĩ quan tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ và là chuyên gia an ninh ở Trung tâm An ninh Mỹ, cho biết 140 m là quá ngắn cho các tàu lớn của Hải quân Trung Quốc nhưng đúng kích thước cho tàu ngầm. AFA cho biết nhà nghiên cứu Trần Bằng tại Đại học Paris Pantheon và nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học UNSW Sydney đều đồng ý với nhận định của ông Thomas Sugar. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn ý kiến của ông Trần Bằng nói về hai kịch bản mà Âu Tàu có thể được sử dụng. Đó là kịch bản thứ nhất, Campuchia cần một hệ thống hậu cần dành cho tàu. Kịch bản thứ hai, quân cảng này được sử dụng cho cả Campuchia và Trung Quốc.
Theo ông Trần Bằng, khả năng quân cảng Ream được dùng cho cả mục tiêu quân sự của Trung Quốc thì cao hơn nhiều. Theo AFA, ông Nguyễn Thế Phương cũng đồng tình với quan điểm này và cho biết Campuchia có một kế hoạch hiện đại hóa hải quân rất tham vọng. Ông Phương cũng cho biết Campuchia muốn mua một số tàu hải quân Type 56 của Trung Quốc và tàu này phù hợp với âu tàu 140 m đang được hoàn thiện ở quân cảng Ream mà ông Thomas Sugar nói đến. Theo ông Phương, nhiều chuyên gia cho rằng năng lực của Campuchia chưa cần đến một quân cảng như vậy. Do đó, nhiều học giả nghi ngờ quân cảng này được xây dựng cho nước khác, và nước khác đó chính là Trung Quốc. Việc Campuchia mở rộng quân cảng Ream rõ ràng phục vụ cho một sự hợp tác sâu hơn giữa Campuchia và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ sử dụng quân cảng này cho nhiều mục đích khác nhau, ông Phương nói. Nhà nghiên cứu Trần Bằng cho biết tàu ngầm có một sức mạnh rất đáng kinh hãi và nó có thể tiếp cận đối phương một cách bí mật. Nhưng nó cũng có điểm yếu là một khi đã bị phát hiện thì khó sống sót vì tốc độ của tàu ngầm rất chậm. Tàu ngầm có thể di chuyển ở vùng nước nông như Vịnh Thái Lan nhưng gặp khó khăn. Muốn sống sót thì tàu ngầm cần di chuyển ở vùng nước sâu để có thể lặn xuống nhanh để tránh được các loại tên lửa bơm ngầm tấn công. Toàn cảnh căn cứ Ria. Ông Trần Bằng cho biết ở Vịnh Thái Lan thì tàu ngầm gần như hoặc là nằm sát bụng biển hoặc là lập lờ ở gần mặt nước. Do đó khu vực này là vô dụng đối với tàu ngầm. Cả hai ông Trần Bằng và Nguyễn Thế Phương đều cho rằng đây là một dấu hỏi lớn cho cái âu tàu vừa khích để phục vụ cho tàu ngầm đang được hoàn thiện ở quân cảng Ria, khi mà Vịnh Thái Lan không phù hợp với tác chiến tàu ngầm. Giả thuyết ông Trần Bằng đặt ra là eo biển Đài Loan cũng khá nông, độ sâu trung bình tương đương với Vịnh Thái Lan. Theo ông, đây chính là điểm mấu chốt để hiểu vì sao Trung Quốc xây dựng một âu tàu đúng kích thước cho tàu ngầm ở Ria. Nếu Trung Quốc muốn đưa lực lượng tàu ngầm tham gia vào cuộc tấn công Đài Loan, ông Trần Bằng phân tích, họ cần một vùng nước nông tương tự như eo biển Đài Loan và không bị giám sát để có thể luyện quân. Trao đổi với AFA, ông Nguyễn Thế Phương cũng đồng ý với góc nhìn của ông Trần Bằng. Ông Phương giải thích, Hoa Kỳ có năng lực chống ngầm mạnh, trong khi đó các nước xung quanh Vịnh Thái Lan thì không sở hữu năng lực phát hiện tàu ngầm và chống tàu ngầm mạnh. Theo hai nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương và Trần Bằng, khả năng Trung Quốc đưa tàu ngầm đến Ream mới chỉ là giả thuyết về tương lai. Tuy vậy, những diễn biến mới ở quân cảng Ream làm cho các nước xung quanh Vịnh Thái Lan, đặc biệt là Việt Nam, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá lại chiến lược an ninh nói chung cũng như bố trí quốc phòng nói riêng nếu cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Phải chăng Trung Quốc muốn dùng Ream để luyện quân? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tô Đại Tướng có dừng tay hay vẫn tiếp tục cuộc chiến vương quyền? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.